Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 79 phép trừ trong phạm vi 100.000 và bài tập môn toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng mình học các em nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 51 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là gì? Tính. Như vậy thì đây là bốn cái phép tính trừ người ta đã đặt sẵn cho chúng ta rồi. Mình chỉ việc gì? Tính thôi. Như vậy thì trừ chúng ta cũng làm theo cột dọc và làm từ tay gì? Tay phải sang trái. 4 không trừ cho 8, lấy 14, 14 trừ đi 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 5 này kem trả 1 thì còn mấy? Còn 4. 4 trừ 2 bằng 2. Lưu ý là cách chúng ta nhớ vào cái trả có thể nhớ vào số trừ hoặc là gì? Số bị trừ đều được. Được chưa? Miễn làm sao chúng ta có kết quả chuẩn nhất nhé. 1 không trừ cho 3, lấy 11 trừ đi 3 thì bằng mấy? 8. 3 trả 1 còn 2, vậy thì 2 trừ 1 bằng mấy? 1. Ok. Phép tính tiếp theo. 3 không trừ cho 6, 13 trừ 6 thì bằng 7. 7 trả 1 đi thì còn mấy? 6, 6 trừ 1 còn 5. 11 trừ đi 5 thì bằng 6. 4 này, kem trả 1 còn 3, vậy thì 3 trừ 0 còn 3. 6 trừ đi 2 là mấy? 4. Rồi, như vậy thì thầy chỉ việc trừ, không giảng nhiều nữa nhé. 10 trừ 3 bằng 7. 8 trả 1 còn 7. 7 trừ 0 bằng 7. 3 trừ 2 bằng 1. 15 trừ đi 9 thì bằng 6. Ok. Phép tính tiếp theo. 8 trừ 4 bằng 4. 11 trừ đi 8 bằng 3. 6 trả 1 còn 5. 5 trừ đi 5 bằng 0. 18 trừ đi 9 thì bằng 9. Được chưa? Xong nha. Rồi, sang bài 2. Đặt tính rồi tính. Như vậy đây chúng mình có mấy? 4 cái phép tính đều là phép tính trừ hết. Chúng ta sẽ đặt nó để tính nha. 1 phép tính, 2 phép tính, 3 phép tính, 4 phép tính. Rồi, phép tính thứ nhất. 5.000 600 30 38 này. Được chưa? Trừ cho bao nhiêu? 3.000 100 50 54. Rồi, các em thực hiện. 8 trừ 4 thì bằng 4. 13 trừ 5 bằng 8. 6 trả 1 còn 5. 5 trừ 1 thì còn 4. Và 5 trừ 3 bằng 2. Đơn giản đúng không? Rồi, tương tự. 69.000 100 80 2 trừ 58.000 246. 12 trừ 6 thì bằng 6. 7 trừ đi 4 thì bằng mấy? 3. Trả 1 rồi đúng không? 11 trừ 2 bằng 9. 9 trả 1 còn 8 thì 8 trừ 8 bằng 0. 6 trừ 5 bằng 1. Ok. Phép tính tiếp theo này. 59.000 200 80 83 trừ 5.000. Nhớ đây chỉ có 5.000 thôi nhá, đặt cho đúng này. 5.764. 13 trừ 4 bằng mấy? 9. 8 trả 1 còn mấy? Còn 7. Vậy thì 7 trừ 6 còn 1.
12 trừ 7 thì bằng 5. 9 trả 1 còn 8, 8 trừ 5 thì bằng gì? Bằng 3. 5 hạ số 5. Được chưa? Rồi tiếp theo, 89.000 610 trừ cho 807. Nhớ đây chỉ có 807 thôi. 807 đặt sai vị trí là sai kết quả. 10 trừ 7 thì bằng 3. 1 trả còn 0. 0 trừ 0 bằng 0. 16 trừ 8 bằng 8. 9 trả 1 còn 8, vậy thì 8 hạ 8. Và 8 này cũng hạ 8. Được chưa? Rồi sang bài 3, tính nhẩm theo mẫu. Ở đây mẫu người ta cho này, 10.000 trừ 6.000 này, tính nhẩm này, 10 trừ đi 6, tức là 10.000 trừ 6.000 bằng 4.000. Vậy thì kết quả của 10.000 trừ 6.000 là 4.000 nhé. Rồi tương tự như vậy, chúng mình áp dụng cách nhẩm của bạn Voi. 7.000 trừ 3.000, 7 trừ 3 là mấy? 4. Như vậy đây sẽ là 4 gì? 4.000. 10.000 trừ 8.000, 10 trừ 8 thì còn mấy? 2. Như vậy thì là 2.000. 72.000 trừ 42.000. Này các em chỉ cần lấy 72 trừ 42 thì sẽ được bao nhiêu? 72 trừ 42 thì sẽ là 3 gì? 30, đúng không? Vậy thì nó sẽ là 30 gì? 30.000. Được chưa? Rồi 100.000 mà trừ 35.000, 100 trừ 35 thì bằng 60 mấy? À 65. Vậy thì nó sẽ là 65.000. Được chưa? Xong nhá. Rồi sang bài số 4. Theo em, trái cây đặt trên đĩa cân nặng bao nhiêu gam? Đó, chúng ta chú ý này, cả trái cây, cả cái đĩa này thì nặng là bao nhiêu? 2.815 gam. Vậy thì mỗi một cái đĩa không đó, nó nặng là 231. Thì các em phải trừ đi cho cái đĩa này, đúng không? Đấy, người ta hỏi cái gì? Hỏi mỗi trái cây thôi. Đấy, các em phải thực hiện phép tính trừ này, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Trái cây đặt trên đĩa cân nặng là, đó, các em sẽ giải ra. Trái cây hay gọi hoa quả, đúng không? Miền Bắc các em gọi hoa quả. Trái cây đặt trên cái đĩa sẽ nặng là bao nhiêu? 2.815. Các em trừ đi 231, đúng không nào? Rồi chúng ta trừ phép tính này. 5 trừ 1 thì bằng mấy? 4. 11 trừ 3 bằng 8. 7 trừ 2 bằng 5. Và 2 hạ 2. Như vậy nó sẽ nặng là 2.584 cân. Đúng chưa? Đấy, như vậy ta ghi ra 2584. 2584. Ta hỏi đây đơn vị là gì? Gam chứ không phải cân nhá, không phải kg. Đấy, vậy thì mình sẽ ghi là gam thôi. Đáp số 2584 gam. Ô văn kê. Được chưa, được chưa? Rồi bài số 5. Một cái video bài hát mới của một ban nhạc đạt được là 84.000 lượt xem trên Internet. À, ngay trong tuần đầu tiên
Hỏi để đạt được 100.000 lượt xem thì cần thêm bao nhiêu lượt xem nữa? Đơn giản lắm. 84.000 là số đang đạt được, mà bây giờ mong muốn là gì? 1.000 lượt. Giống như em là gì? Phấn đấu sẽ có là 10 cái điểm 10. Vậy thì bây giờ em được 7 điểm 10 rồi. Vậy thì cần bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần lấy gì? Số điểm 10 phấn đấu trừ đi số điểm chúng ta đang có, đúng không? Đấy, vậy thì để đạt được cái mục tiêu là 10.000, 100.000 lượt xem thì chúng ta sẽ trừ đi gì? 80 mấy? 84.000. Rồi, vậy thì chúng ta trả lời. Hỏi để đạt được 100.000 lượt xem thì cần thêm bao nhiêu lượt xem nữa? Chúng ta sẽ trả lời là gì? Số lượt xem, đúng không? Đấy, ghi ngắn gọn thôi. Số lượt xem cần gì? Cần thêm, đó, cần thêm nữa là ok, 100.000 là mục tiêu chúng ta cần, trừ đi số đã có 84.000. Nhầm được không? Như vậy nè, 100 trừ 84 thì còn mấy nhỉ? Bao nhiêu? À, 10 trừ đi 4 thì bằng 6 này. 10 hay là gì? 9 trừ đi 8 thì chỉ còn mấy thôi? 1. Đúng không? Như vậy thì cần thêm 10, 16.000 lượt nữa. Được không? 16.000 đơn vị đây là lượt xem. Hay là lượt, được rồi. Ok. Rồi, và đến đây thì các em sẽ ghi đáp số cho thầy. Được chưa? Đó, đáp số 16.000 lượt xem. Ổn nhá. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài 79 này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho thật là nhiều các bạn nha.